Cái phần đầu á, một cái chai như vậy, cái phần đầu chúng ta đã làm được cái nắp của cái túi đựng gạo hoặc là đựng những cái gia vị khô. Thì cái phần còn lại là chúng ta có thể làm thành cái túi đựng kẹo cho em bé. Trong gia đình thì chắc chắn là các con cũng sẽ rất là thích có những cái thanh kẹo hoặc là những cái thanh bánh mà dài dài cũng có thể cắm vào đây được. Và để cho, thay vì là chúng ta để cho nó nằm nguyên vẹn như vậy, thì chúng ta có thể dùng những cái dây ri băng. Chúng ta có thể dùng những cái dây ri băng như thế này. Ở đây là chúng tôi chỉ giả định cho quý vị thôi. Vì chúng ta có cái súng bắn keo thì nó sẽ làm rất là tiện. Ở đây có súng nhưng mà không có điện cho nên quý vị mình cứ làm giả tưởng đi. Thì ở đây là chúng ta dùng những cái súng bắn keo và chúng ta sẽ bọc lại để mà những cái phần này nó không có bị làm cho xước tay của các em bé nhà chúng ta đó quý vị. Đó là chúng ta đã có được một cái miệng. Một cái miệng của cái ống đựng kẹo đã rất là dễ thương rồi. Như quý vị thấy thì chúng ta sẽ dùng súng bắn keo để chúng ta bắn mặt trong mặt ngoài. Thì sau cứ liên tục mình quấn đúng vòng rồi, thắt nơ đúng lên. Rồi. Và sau đó là chúng ta sẽ cắt dần dần ra từng mẫu, có thể là tùy theo mỗi người chúng ta sẽ có cách trang trí khác nhau. Nhưng mà như ở đây thì chúng tôi đã có làm sẵn cho như quý vị thấy thì đã có một cái mẫu là cái túi đựng kẹo đựng bánh cho em bé nhà chúng ta thì nó sẽ có nhiều vòng như thế này. Nó sẽ nhiều vòng như thế này nhưng mà nó sẽ là những đây là vòng ngang, nhưng có những người người ta có thể là chúng ta có thể là biến hóa biến tấu nó đi thì nó có thể là vòng chéo. Nó có thể là vòng chéo. Bịt luôn cả miệng của túi đựng kẹo vào luôn. Ok. Không, có nghĩa rằng là đây là mình, tại vì mình không có cắt ra làm gì. Nhưng mà có thể là mình xéo như thế này. Vâng. Xong rồi thành hình chữ thập hay là hình chéo tùy mình, bởi vì mình có cái súng bắn keo thì mình có thể tạo ra được rất là nhiều những cái mẫu khác. Anh mình nghĩ là ví dụ như nhà nào mà có các bạn gái nhỏ ấy, chắc các bạn sẽ rất là thích cái giỏ này. Nhưng mà cái phần cắt ra cái phần miệng của nắp á thì mình chiều anh cho Thanh Huyền mượn đây. Thanh Huyền nghĩ là cái phần này nó hơi sắc đúng không, cho nên là mình mới phải bọc lại. Đúng rồi, bọc lại, mình dùng cái này mình bọc lại nè, nhớ là phải bọc kỹ cái miệng. Đúng rồi, mình đo theo cái vòng tròn, mình đo theo cái vòng tròn và sau đó là mình sẽ gấp lại. Mình gấp lại và mình phủ ra bên ngoài của cái miệng này thì nó sẽ không bị sắc và các em bé của chúng ta vẫn có thể thoải mái sử dụng những cái này để đựng các thứ các con thích. Không chỉ đựng kẹo đâu mà còn là đồ chơi nữa mà. Đúng rồi. Các em nhỏ trong nhà rất là thích những cái túi. Đúng rồi, có một cái gì đó để đựng, để cầm theo bên mình là rất là thích.